Bây giờ cái xã hội bây giờ nó không như cái xã hội ngày xưa nữa, bọn cô nó khác. Vâng. Cứ lấy chồng chẳng hạn, cứ đi làm với chồng là nhà sớm hết, cuộc sống cứ đều là như thế thôi. Mai lần nào thuê em đi lên cái visa đấy thì là hai chị em thuê xe luôn, thì là nên để cảm ơn trung tâm, nên cảm ơn cô Ánh. Và đã lúc nào đi học về cũng đều khen trung tâm mà. Lúc nào cũng cô Ánh là cô Ánh là tuyệt vời mẹ. Một người mẹ tốt thì đàn con mới tốt lên được. Cô Ánh người mẹ mà không tốt thì đàn con không bao giờ tốt lên. Em này nhờ trung tâm mình cực kỳ nỗ lực đấy. Đấy thì mẹ cũng mừng cho em, mà em cũng lại phải mừng cả cho mẹ nữa. Tại vì mẹ gửi em vào cái chỗ này thì là quá là mẹ yên tâm. Em cũng lại là tiềm niềm tự hào của mẹ rất là nhiều. Tức là em thi, em đi học cũng chưa bao giờ phải để cho mẹ phải buồn một cái gì. Trước khi đi mẹ cũng đã nói là nếu mà con đã đi xác định là đi thì mình thì rất là nghèo. Mà đã nghèo là con phải cố gắng. Con đồng ý cố gắng, con sẽ cố gắng mà được rồi. Nếu như con thích thì mẹ vẫn đồng hành với con. Mẹ em là lão lành nhất. Là mẹ chỉ cho con được cái cần câu đến thế này là con tự phải vươn thiết cuộc sống của con phải vươn trải thiết. Nhưng mà như thế này là mẹ lo như này là con mỹ mãn rồi, là con cũng phải là sướng hơn. Có khi nhiều bạn cũng không được bằng con. Con thế này là mỹ mãn rồi. Bởi vì cuộc sống của cô ở dưới quê thì cũng rất là vất vả. Không sung sướng thì vất vả lắm. Là duyên gặp may đấy, duyên gặp may ngay từ đầu đấy. Chứ không đáng nhẽ là đi Hàn thì chịu giỏi. Là cô đưa em lên đây luôn, là gửi vào trung tâm cô Ánh, là gửi đúng chỗ luôn đấy. Hỏi con là tại sao lại chọn trung tâm này, con bảo là vào trung tâm này nhìn thấy cô giám đốc và tin tưởng tuyệt đối. Người ta có tâm có đức thì mình mới ấy được, chứ còn những người nói ở mồm hay làm không hay thì vứt đi. Ông bạn mà với các mẹ mà muốn con đi thì theo như cô là lên đến trung tâm mình là tốt nhất. Bởi vì là cô đặt niềm tin lên rất là nhiều và cao.